Chào cả nhà, chiều nay mình đi câu lịch kiếm một hai con về xào sả ớt ăn cả nhà ơi. Cái vuông mình mới sổ nước nha, vậy là cho cả nhà xem đó. Mình sẽ câu bên cái mé bờ bên đó đó cả nhà, bên đó đó nước cũng chưa cạn hung. Đang câu lịch mình lấy mới làm này đó. Câu lịch này cũng quyết lắm cả nhà, mới là không biết có dính không nữa. Rồi tiến hành mình đi câu nha. Này cũng chậm lắm, con đầu tiên cả nhà, nhấp mấy cái ăn bò bò. Đúng. Ôi đưa vô ăn liền rồi nha. Thịt bự à, đừng có xảy chàng. Ăn khuyếp. Đó. Rồi ông thịt cả nhà ơi. Khủng khiếp thịt luôn. Dặn như nghe vậy. Qua đã. Con này có 200 g cả nhà. Được hai con. Đủ xào sả ớt ăn cả nhà. Rồi, mình cũng về luôn nha. Giờ này cũng 4-5 giờ chiều rồi.